tỉnh phú yên vừa ban hành quy định mức chi cho người không hưởng lương từ ngân sách nhà nước được huy động tham gia chữa cháy rừng đây là chủ trương mới của địa phương nhằm khuyến khích và huy động tối đa các lực lượng tham gia kịp thời dập lửa cứu rừng từ ngày 15 tháng 10 năm 2020, người không hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong thời gian được huy động thực hiện nhiệm vụ chữa cháy rừng theo quyết định của cấp có thẩm quyền được hưởng chế độ trợ cấp ngày công lao động như đối với lao động phổ thông với mức bằng 0,15 lần mức lương cơ sở. Nếu tham gia chữa cháy rừng từ 22 giờ ngày hôm trước đến 6 giờ sáng ngày hôm sau thì được tính gấp đôi. Thời gian tính một ngày công lao động là 8 giờ, trong đó tham gia chữa cháy rừng bằng hoặc thấp hơn 4 giờ một ngày được tính bằng nửa ngày. Nếu tham tham gia chữa cháy rừng trên 4 giờ đến bằng hoặc thấp hơn 8 giờ một ngày được tính như một ngày ngoài ra được hỗ trợ tiền ăn nước uống 70.000 đồng một ngày một người